Hơn 9.600 học sinh và giáo viên Hải Phòng mắc COVID-19. Thành phố Hải Phòng đến nay đã ghi nhận tổng cộng 9.649 giáo viên và học sinh mắc COVID-19. Trong đó có 1.524 trường hợp mắc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết ngày 11 tháng 2, toàn ngành giáo dục thành phố ghi nhận thêm 3.172 trường hợp, 2.976 học sinh và 196 giáo viên mắc COVID-19. Đến nay, Địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 9.649 giáo viên và học sinh mắc COVID-19, trong đó 1.524 trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, đa số là học sinh mầm non, tiểu học. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã triển khai kế hoạch tổ chức dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các quận, huyện, cơ sở giáo dục trên địa bàn, đảm bảo an toàn phòng dịch. Theo đó, trường hợp học sinh dương tính được nghỉ học và điều trị theo hướng dẫn của lực lượng y tế. Nhà trường có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mắc COVID-19 học online hoặc dạy bộ trợ đảm bảo học sinh được tiếp cận kiến thức cơ bản. Học sinh còn lại của lớp đi học bình thường, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng đề nghị những ngày đầu học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục cần dành thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp, tổ chức các hoạt động tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh, hướng dẫn kiến thức phòng dịch và nguyên tắc tuân thủ trong phòng dịch, tuyệt đối không để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp F0. Đến nay có 182 trường học các cấp trên địa bàn phai phòng kết hợp dạy trực tiếp và dạy trực tuyến do có trường hợp F0, nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy và an toàn phòng dịch. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!